cho nên phật pháp nhất định phải áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày phải đem kinh giáo của phật biến thành đời sống của chính mình chúng ta người tu học tịnh độ người đi theo a di đà phật đời sống của chúng ta phải giống với phật a di đà đời sống của a di đà phật như thế nào trên kinh vô lượng thọ đã nói từng câu từng chữ chính là tình hình đời sống của a di đà phật chúng ta phải thâm tính chúng ta phải lý giải phải làm đến được vậy bạn chính là hóa thân của a di đà phật đó mới là đệ tử chân thật của a di đà phật Cái thứ sáu gọi là giải tự tại. Giải là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chân thật thấu hiệu. Lý giải. Đi gọi là giải tự tại. Chỉ có chân thật lý giải bạn mới có thể nói. Cái nói ra đó gọi là di diệu pháp. Chúng ta nghĩ tưởng năm xưa Thế Tôn ở đời vì tất cả chúng sanh giảng kinh nói pháp Trước khi giảng giải Thế Tôn có chuẩn bị hay không? Không có Ở ngay trong đại hội Mọi người đều muốn nghe lời giáo huấn Của Thế Tôn Bốn chúng đồng tu đều có Không nhất định một người nào Đều ra vấn đề gì Để thịnh giáo với Thế Tôn Câu hỏi muốn hỏi Đều không hề nói trước với Thế Tôn Thế Tôn cũng không hề chuẩn bị trước tùy theo hỏi mà trả lời ghi chép lại thì thành kinh điển không có chuẩn bị vì sao ngài có được trí tuệ lớn đến như vậy tại vì sao có được năng lực lớn đến như vậy phật nói với chúng ta trí tuệ năng lực là trong tự tánh của chính chúng ta vốn sẵn có phật đã nói trong phẩm xuất hiện của kinh hoa nghiêm tất cả chúng sanh tất cả chúng sanh bao gồm chính chúng ta trong đó đều có trí tuệ như lai đức tướng đức chính là năng lực tướng chính là tướng hảo tất cả chúng sanh trí tuệ năng lực tướng hảo không hề khác biệt với tất cả chư phật cho nên tất cả chúng sanh vì sao không phải là phật bạn thấy tất cả chúng sanh là tất cả phật thật chính xác không hề thấy sai ở trong đây xảy ra vấn đề vấn đề là chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc không thể chứng đắc là bởi vì họ có vọng tưởng phân biệt chấp trước họ cũng biết được họ chính mình là phật họ không hề biết được trí tuệ năng lực của chính họ giống y như chư phật như lai câu nói này là có cách nói như vậy cho nên phật giúp đỡ họ giúp đỡ họ giác ngộ giúp đỡ họ tường tận đến hôm nào họ bỗng nhiên tường tận rồi bỗng nhiên khai ngộ thì ra là như vậy Phật có độ chúng sanh hay không? Ngài không có độ, là họ chính mình ngộ ra, chính mình tường tận. Phật không có năng lực bảo họ tường tận. Phật chỉ có thể dạy, chỉ có thể khai thị ngộ nhập là gì của chính chúng ta. Phật không làm được. Cho nên tất cả chúng sanh thành Phật là tự ngộ tự chứng phật không phải công thần độ vô lượng vô biên chúng sanh thật là không có chúng sanh đáng được độ lời phật nói mỗi câu đều chân thật ai độ bạn là chính mình độ chính mình phật chỉ là làm một tăng thượng duyên cho chúng ta mà thôi bạn xem thấy thân nhân duyên Sở duyên duyên Vô gián duyên Đều là chính mình đầy đủ Phật chỉ là Làm tăng thường duyên mà thôi Sau khi giải từ tại Mới có thể vì tất cả chúng sanh Ứng cơ nói Pháp Cho nên các vị học giảng kinh Đương nhiên các vị bước đầu công phu của các vị vẫn chưa vào được cảnh giới này trí tuệ chưa khai mở các vị giảng kinh vẫn còn phải chuẩn bị vẫn rất cổ cực vào được các cảnh giới này giảng kinh có cần phải chuẩn bị hay không không cần phải chuẩn bị không chuẩn bị cũng không thể không chuẩn bị phương pháp chuẩn bị như thế nào vậy phương pháp chuẩn bị cũng hoàn toàn cũng giống như các vị phương pháp chuẩn bị chính là niệm phật tâm cùng tâm phật tương ưng nguyện cùng nguyện của phật tương ưng đức cùng tương ưng với đức của phật hành tương ưng với hành của phật đây là một cách chuẩn bị Bạn từ trong ngôn ngữ lưu xuất ra Tự nhiên liền tương ưng với kinh Chỉ còn phải chuẩn bị làm gì chứ Thế nhưng Nếu như bạn không chuyển đổi được cảnh giới Vậy thì, thì bạn không thể làm được Bạn vẫn phải cần cù cố gắng mà chuẩn bị Thế nhưng nếu bạn không vào được cảnh giới Công tác chuẩn bị của bạn có làm cả đời cũng làm không xong. Vì thì rất khổ. Bạn cần phải hiểu được phương pháp. Cái phương pháp này chính là y giáo tu hành. Chân thật y giáo tu hành. Loại chuẩn bị kinh giáo này của bạn theo tôi nhiều nhất là 10 năm thì cừ khôi rồi. Sau 10 năm mà còn phải chuẩn bị kinh giáo hay nói cách khác thì bạn không có tu hành nếu bạn có tu hành thì hà tất phải chuẩn bị nếu bạn tu hành khi mở quyền kinh ra thì ra đều là tâm hành của chính mình tâm hạnh của chính mình thì làm gì có chuyện không thể nói ra chứ đều tương ưng ở mọi lúc. Việc này thông thường chúng ta gọi là tứ vô ngại biện tài. Vô ngại biện tài là do đây mà có, đều là đức năng của tự tánh vốn đủ. Cái thứ bảy là nguyện tự tại. Cái điều này tôi thấy mọi người nghe rồi đều rất hoan hỷ nguyện tự tại